Năm 1858, Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, đánh dấu giai đoạn Pháp thuộc với sự cai trị hà khắc của một nước phong kiến thuộc địa. Cuộc sống của người dân bị bóp nghẹt với siêu cao thuế nặng, một cổ hai trọng và sự nô dịch của tầng tầng lớp lớp quan lại. Với tinh thần yêu nước nồng nàn, độc lập dân tộc đã trở thành ước mơ khát vọng cháy bỏng của mỗi người dân Việt. Lớp lớp văn thân sĩ phu và những người yêu nước đã đứng lên chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sinh ra trong một thời kỳ lịch sử đầy biến động, đau thương của Tổ quốc và sớm ý thức về việc một dân tộc bị áp bức, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã hiến dâng tuổi thanh xuân để bôn ba tìm đường cứu nước. Người đã không quản ngại khó khăn vất vả, làm đủ nghề để sống, học tập và tham gia các phong trào dân tộc tại Pháp, Mỹ, Anh, Nga. Trong sự áp bức của chủ nghĩa thực dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp được ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin. Tháng 7 năm 1920, qua báo Nhân đạo L'Humanité Pháp, người được đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Vladimir Ilyich Lenin. Đó là luồng ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào trí tuệ và tâm hồn của Nguyễn Ái Quốc, đem đến cho người một nhãn quan chính trị mới. Người khẳng định đây chính là con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Không chỉ bó gọn trong phạm vi chiến đấu cho một dân tộc, mà người đã trở thành một chiến sĩ đấu tranh cho sự phát triển chung của nhân loại. Ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc từ người đi tìm đường trở thành người dẫn đường, là đảng viên Cộng sản, trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Sau hơn 30 năm bôn ba xứ người, Bác trở về nước, lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam bắt đầu có tổ chức, có chủ trương và đường lối đúng đắn do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ lãnh đạo. Và ngày 2 tháng 9, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam mới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Hàng triệu đồng bào, chiến sĩ và những thế hệ tiếp nối vẫn đang đoàn kết thực hiện những lời Bác dạy để đưa đất nước tiến lên. Những lời dạy đó như đã hòa vào non sông gấm vóc, vẫn âm vang khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S thiêng liêng, để thao thức trong mỗi trái tim người Việt Nam chân chính.